gì đây? Ui, dòng teo đây hả? Ôi mẹ tìm lâu nay không thấy, mẹ tưởng mất rồi. Ui Lyly ấy đâu đâu vậy? Thì mình nhặt được đâu vậy con? Ừ. Ôi giỏi quá. Giỏi quá. Ôi cảm ơn Lyly nha. Đi vào tay, đi vào tay anh, đi vào tay anh này. Vậy mà không, chỗ mẹ tưởng đâu là mẹ không tìm được thấy được nó nữa rồi. Đây có quà của bà tặng cho mẹ đấy. Ôi đẹp quá. Đẹp quá. Thôi cho mẹ đeo lại nha, mẹ đeo nha. Đây mẹ đeo đây, thấy chưa? Thôi mẹ quét xong bên này rồi, đi lên với mẹ nha. Con giỏi quá. Ai phụ giúp mẹ quét nhà hả? Rồi đứng xuống, đứng xuống quét, đứng xuống. Trời ơi, phụ mẹ thế. Đấy, phụ mẹ đấy. Đi xuống té nè. Cẩn thận đấy. Xuống mẹ. Rồi mẹ xong rồi, không quét nữa. Xong rồi mẹ xong rồi. Rồi đi xuống, đứng xuống nào, đứng xuống. Đứng xuống, rồi. Mẹ đi nha, mẹ thua không chơi nha. Mua xoài ngon không? Ui to nha, không cắn, để ăn cắt hai con. Mày gọt ra chết không cắn rồi đó. Nào, té to bằng ly chưa? To bằng ly chưa? Hai quả này. Đây, bốn quả này gần 2 kg đó con ạ. Đấy. To chưa? Wow, to quá. Quả này xuống dưới nha, quả này xuống dưới nha. Rồi. Đấy, to quá. Ngon nhỉ. Con ăn quả nào, con ăn quả nào. Hai con lại qua trung trung ăn thôi nhé. Bữa này nhé. Thôi hỏng, hỏng, hỏng. Ở trên này. Tôi muốn ăn hả? Rồi, thì gọi cho ăn nha. Đúng rồi, mày gọi cho. Con muốn ăn sữa chua hả? Con muốn ăn sữa chua với xoài. Rồi, mình biết rồi. Thì mình tí mình gọt xong đấy nha. Gọt xong đấy nha. Rồi. Ăn sữa chua với xoài đây có dĩa muỗng hết trộn đấy chứ. Chờ mình gọt xong rồi xuống mày lấy nha. Trời ơi, hôm nay biết xuống nó sữa chua ăn xoài. Rồi, mày biết rồi. Cho con ít ăn thử nha. Ăn xoài trước nha. Uống nước hả? Con này thế sao? Trời. Đây. Mày con cầm đi, con cầm đi, con ăn trước đi. Chờ mẹ tí nha, mẹ xuống mà lấy cái dĩa cho con nha. Ngồi đấy. Ngồi đấy con ăn đi.
con ngồi xuống đi. Con hết miếng xoài rồi hả? Ơ, con rớt kìa. Này. À, nó cứng ở đầu này con không thích ăn hả? À, mẹ gọi con ăn nha. Từ từ. Được tay đấy, cẩn thận đấy. Đây. Ê. Cái bàn nha. Đây là cái bàn vậy con. Thì cho mày xíu, cho mày xíu. Đây. Chọn nhé, chọn đi. Sữa chua xoài ngon. Ăn sữa chua nhiều cho tốt đường ruột con nha. Chị Dương cũng thích món này lắm. Chắc tôi bây giờ ngủ trong nhà đúng không con? Hút sữa chua hả? Múc sữa chua mà múc gì cả. Ngon ha. Sữa chua xoài nha. Ăn xoài à? Không xoài à? À, sẽ ăn sữa chua hơn đúng không ạ? Con tự cầm nha. Đây. Này lên lên. Đây con tự cầm đây. Đây không tự cầm này. Hết rồi. Uống nước không nha, thêm nước không? Mùa hè này cũng phải uống nhiều nước vào nha. Tôi có đang lượng mình nhảy nhá. Con lây lây nước này con.